Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump vừa qua gây chú ý khi bất ngờ tuyên bố đã đến Giải Gaza, nơi hơn 41.000 người thiệt mạng và phần lớn các tòa nhà bị hư hại nặng nề hoặc bị phá hủy sau cuộc tấn công dữ dội của quân đội Israel. Ông Donald Trump cho biết bản thân từng ở đó và nơi đó rất khắc nghiệt khi phải hứng chịu tất cả các cuộc tấn công và những gì đã xảy ra trong vài năm qua. Khi được đặt câu hỏi liệu Giải Gaza có thể biến thành Monaco nếu xây dựng đúng cách hay không, vị cựu tổng thống nhận định nó có thể tốt hơn Monaco, đặc biệt giải Gaza có vị trí tốt nhất ở Trung Đông, mọi thứ rất tốt. Tôi đã nói điều đó trong nhiều năm. Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, không có hồ sơ nào chứng minh cựu tổng thống Donald Trump từng đến khu vực này. Trên thực tế, giải Gaza chưa bao giờ thuộc một phần của Israel, mặc dù một số thành viên cử hữu trong chính phủ liên minh hiện tại của thủ tướng Benjamin Netanyahu kêu gọi sắp nhập vùng đất này. Được biết, giải Gaza là nơi sinh sống của hàng ngàn người định cư do Thái, cho đến khi Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là Ariel Sharon ra lệnh rút họ khỏi đây. Trong chương trình City Minutes của đài CBS, khi nhận được câu hỏi rằng quốc gia nào mà bà coi là kẻ thù lớn nhất của chúng ta, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã trả lời rằng, Tôi nghĩ có một quốc gia hiện ra rất rõ trong suy nghĩ của tôi, đó là Iran. Đó là cuộc tấn công vào Israel bằng 200 tên lửa đạn đạo. Điều chúng ta phải làm là bảo đảm rằng Iran không bao giờ trở thành cường quốc hạt nhân. Đó là một trong những ưu tiên lớn nhất của tôi. Việc ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ nêu tên Iran thay vì Nga hay Trung Quốc cho thấy cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến Mỹ thay đổi ưu tiên về chính sách đối ngoại. Khi người dẫn chương trình Bill Whitaker tiếp tục hỏi nếu Iran chế tạo bom hạt nhân, bà Harris có thực hiện hành động quân sự hay không? Phó Tổng thống Mỹ trả lời, tôi sẽ không nói về giả thuyết vào lúc này. Việc Iran bị coi là kẻ thù hàng đầu của Mỹ không phải điều quá ngạc nhiên, Cộng hòa Hồi giáo mắc kẹt trong cuộc chiến tranh lạnh bất cân xứng với Mỹ suốt hơn 40 năm qua. Tuy nhiên, việc Bà Harris bận tâm với Iran hơn cả Trung Quốc, Nga và Triều Tiên là điều gây chú ý. Cập nhật những diễn biến nóng xoay quanh cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, ngày 8 tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một người đàn ông Afghanistan với cáo buộc âm mưu tiến hành tấn công khủng bố vào ngày bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 nhân danh tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đối tượng tên là Nasser Ahmad Tawedi, 27 tuổi, bị bắt ngày 7 tháng 10 tại bang Oklahoma miền Tây, bị buộc tội cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nêu rõ, lực lượng chức năng đã ngăn chặn âm mưu của đối tượng nhằm mua vũ khí bán tự động và tiến hành một cuộc tấn công bạo lực nhân danh IS trên đất Mỹ vào ngày bầu cử Tổng thống. Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết, đối tượng Tawedi bị bắt khi đang thực hiện các bước để thanh lý tài sản gia đình, đưa các thành viên gia đình tái định cư ở nước ngoài, mua súng trường tấn công AK-47 và đạn dược, cũng như thực hiện một cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ. Đối tượng Tawedi cũng bị tình nghi đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công với một công dân Afghanistan đang ở tuổi vị thành niên, được xác định là em rể của đối tượng. Theo đơn khiếu nại hình sự, đối tượng Tawedi nhập cảnh Mỹ vào ngày 9 tháng 9 năm 2021 bằng thị thực nhập cư đặc biệt. Nguồn tin của cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết đối tượng cần một máy tính để kinh doanh súng và Tawedi tỏ ra quan tâm tới việc mua hai khẩu súng trường AK-47 và đạn dược. Trước đó, trong ngày 7 tháng 10, tại một vùng nông thôn ở Oklahoma, đối tượng và em rể đã bị bắt giữ khi mua hai khẩu súng trường AK-47, 10 băng đạn và 500 viên đạn. Cập nhật diễn biến mới nhất của cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, tờ Wall Street Journal nhận định phó tổng thống mỹ kamala harris đang thực hiện một sự chuyển hướng quan trọng trong cách tiếp cận chính sách kinh tế của mình từ đó tạo ra khác biệt so với truyền thống của đảng dân chủ trong khi chương trình nghị sự của tổng thống joe biden tập trung vào tạo việc làm bà harris lại tập trung vào kiểm soát lạm phát nếu ông biden ưu tiên người lao động bà harris lại đặt trọng tâm vào người tiêu dùng thách thức đối với phó tổng thống còn rất lớn vì các cuộc thăm dò cho thấy bà harris vẫn đang được đánh giá thấp hơn cựu tổng thống donald trump trong các vấn đề kinh tế và đây là lĩnh vực mà bà cần đẩy mạnh để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Mặc dù ưu tiên của bà Harris phần nào vẫn nằm trong truyền thống của Đảng Dân chủ, nhưng cũng có một số khác biệt so với các cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama. Giống như ông Biden, bà Harris thận trọng hơn về thương mại so với thời của tổng thống Clinton và Obama, đồng thời ít tin tưởng hơn vào sức mạnh của thị trường để mang lại lợi ích rộng rãi cho người Mỹ. Bà cũng dự định duy trì các khoản đầu tư chính phủ của ông Biden để tạo ra việc làm tại doanh nghiệp. Nhiều kế hoạch của bà Harris là sự mở rộng của các chính sách của ông Biden, cũng vì bà đã tham gia vào cuộc đua muộn sau khi ông Biden rút lui vào tháng 7, khiến bà có ít thời gian phát triển chính sách kinh tế của riêng mình và thuyết phục cử tri. Tuy nhiên, nền tảng chính sách kinh tế mà Phó Tổng thống Harris tập trung vào là giải tỏa các lo lắng của cử tri về lạm phát, giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, giảm giá thực phẩm, nhà ở và thuốc chữa bệnh, cũng như chi phí thành lập doanh nghiệp tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý tổng thống mỹ joe biden vừa đưa ra cảnh báo bão minton có thể trở thành bão mạnh nhất hơn một thế kỷ gây ra mối đe dọa sống còn đối với người dân ở florida trong chiều 8 tháng 10, trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ cho biết bão Minton sau khi suy yếu đã mạnh trở lại thành bão cấp 5 với sức gió lên đến 265 km/h. Cơ quan này cũng cảnh báo Minton có thể sẽ dao động về cường độ nhưng sẽ tiếp tục là một cơn bão lớn nguy hiểm khi đổ bộ vào Florida tối 9 tháng 10. Trung tâm dự báo bão quốc gia Mỹ lưu ý thời tiết này là một tình huống rất nghiêm trọng và người dân ở Florida nên tuân thủ chặt chẽ mệnh lệnh từ các quan chức quản lý tình trạng khẩn cấp tại địa phương. Đồng thời, việc sơ tán và chuẩn bị khác sẽ được hoàn thành trong ngày 8 tháng 10, do Minton có khả năng trở thành một trong những cơn bão có sức tàn phá mạnh nhất được ghi nhận đối với vùng trung tâm phía tây Florida. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào Florida trong hơn một thế kỷ. Chủ nhân Nhà Trắng đã hối thúc người dân trong vùng cảnh báo nguy hiểm cần sơ tán ngay lập tức đến nơi an toàn. Ông Biden cho biết, nếu khu vực đã ban hành lệnh sơ tán, các bạn cần lập tức sơ tán. Đây là vấn đề sống còn, tôi không hề nói quá. Tổng thống Biden cũng quyết định hủy công du Đức và Angola để ở lại trong nước đối phó bão Hàng trăm nghìn người sinh sống ở vùng Mymensingh, miền Bắc Bangladesh vẫn đang bị mắc kẹt và hàng nghìn ngôi nhà bị chìm trong biển nước sau nhiều ngày xảy ra lũ quét do mưa lớn và nước lũ thượng nguồn đổ về. Theo Trung tâm Điều phối Ứng phó Thảm họa Quốc gia thuộc Bộ Quản lý và Giảm nhẹ Thiên tai Bangladesh, lũ lụt nghiêm trọng đã nhấn chìm các vùng trũng thấp của ba huyện gồm Mimesai, Sapur và Nechakona cướp đi sinh mạng của 6 người. Huyện Sapur là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù tình hình lũ lụt hiện nay ở Sapur đã cải thiện phần nào, song một số khu vực thuộc Nechakona và Mimesai tình hình đang trở nên tồi tệ hơn khi nước lũ di chuyển về hạ lưu cuốn trôi các bờ kè bảo vệ sông. Tình hình xấu đi nhanh chóng khi nước sông dâng lên và tràn vào những vùng đất rộng lớn, khiến cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân bị đảo lộn. Thống kê cho thấy, trên 250.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ quét kể từ ngày 4 tháng 10, sau mưa lớn ở Bangladesh cũng như khu vực biên giới với Đông Bắc Ấn Độ. Mực nước các con sông ở Bangladesh vẫn dâng cao. Nhà chức trách đã triển khai các đội ứng phó thảm họa, tham gia công tác cứu hộ, phân phát đồ dùng cứu trợ và giám sát cơ sở cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng. Trước đó, lũ lụt hồi tháng 8 đã khiến Bangladesh chịu thiệt hại lên đến 144,21 tỷ taka, tương đương khoảng 1,19 tỷ đô la Mỹ ít nhất 5,6 triệu người, trong đó có trên 2 triệu trẻ em bị ảnh hưởng và 52 trường hợp thiệt mạng do lũ lụt nghiêm trọng ở Đông Nam Bangladesh.